chào các bạn. Chào tụi em. Với một cái trang phục rất là đặc biệt như thế này ha. À, mà em giới thiệu về mình. Sao em không hỏi tiếp về cái trang phục? Trang phục này là đám cưới của tụi em đúng không? Đồ cưới đúng không? Ừ. Chị nhìn cũng nghi rồi. Rồi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ tháng 6 năm 2017. Ủa là mới đây? Dạ. Quá son luôn. Quen nhau bao lâu rồi mới cưới cưng? Dạ 6 năm. 6 năm. Bây giờ trước khi nói về chuyện tình của hai bạn, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ. Em tên là Nguyễn Nhật Nam. Dạ em quê ở Tiền Giang và đang làm việc ở Bình Dương. Năm nay em 26 tuổi. Nhật Nam. Dạ. Công việc của em là gì? Dạ em làm nhân viên của một công ty sản xuất linh kiện xe hơi ở Bình Dương. À. Dạ. Rồi vợ thì sao? Dạ em cũng đang làm việc ở Bình Dương. Dạ. Em giới thiệu cho mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Thiên Trang, năm nay em 27 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên văn phòng. Rồi, hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Chắc để em kể. Dạ. Cái thời đó là chat Yahoo, năm 2011. Ổng nhào vô phòng chat, ổng gặp em, ổng chào. Thì người ta chào em cũng lịch sự, em chào lại. Nguyên ngày hôm đó nói quá trời quá đất, ngày hôm sau em không nhớ tên ổng là ai. Ổng vô ổng chào tiếp. Rồi cứ vậy cứ đeo em suốt 2 tháng chat Yahoo. Ủa nhưng mà em có nhìn thấy avatar của Thiên Trang không Nam? Dạ có. Em thấy avatar dễ thương. Còn dạ. Nam thì lúc đó là đã có người yêu chưa? Dạ mới vừa chia tay người yêu cũ. Dạ, avatar là hình người yêu cũ. Cho nên chính vì điều đó có phải là em không cần thiết phải nhớ tới nhân vật này không? Dạ chắc em không quan tâm. Kể luôn không quan tâm. Vậy thì đến lúc nào em quan tâm? Dạ lúc đó em đang làm ở Sài Gòn thì hai đứa chat cũng được 2 tháng rồi. Thì ảnh mới nói là nay anh có việc, anh đi hội thảo công ty CP gì đó ở trên Sài Gòn. Giờ anh ghé anh rước em đi cà phê cho biết mặt. Tại vì không chịu gửi cho em tấm hình nào hết trơn á. Còn hình em thì coi đầy. Thì em cũng muốn tò mò coi người ta làm sao. Thì tới công ty em chắc 4:30 gì đó. Rồi cái em đứng ở trên văn phòng em ở trên lầu 2. Em nhìn xuống. Trời ơi, áo sơ mi trắng, tay dài để tới đây, không xăng lên. Đầu dẹp hai bên. Cái kiểu mà hồi năm 93. Kiểu đeo trường nữa đó. Dạ. Mà còn quét dầu dừa nữa. Nó bóng láng. Xeo hay là dầu dừa? Em khẳng định là dầu dừa. Sau này anh khẳng định với em đó là dầu dừa. Dầu dừa. Dầu dừa của mẹ, dầu dừa của mẹ. Phải chứ ngày xưa xài dầu dừa thì đâu có bị mái tóc như thế này. Thì em thiệt là em cũng hơi bị hình thức. Thì em nói trời ơi bác này quê thiệt rồi. Cái em mới nhắn tin em nói trời anh ơi bữa nay sếp nói có việc đột xuất chắc cậu trễ lắm em mới về được thôi. Ông mấy thôi anh cứ đi công việc của anh đi. Khi nào anh em mình rảnh thì gặp. Lúc đó làm sao Nam? Em thì em cũng nghe nói là em biết rồi. Em biết là chắc trốn em đó. Nhưng mà từ dưới quê lên nó vậy. Với lại thấy cũng dễ thương quá. Thôi thì cố gắng chờ. Dạ. Đứng bao lâu? Em chờ tới đó là 6 giờ mấy gần 7 giờ. Tờ chuyện mưa đang thui luôn. Mà em ngồi em chờ riết rồi cái không biết sao thấy chịu không nổi sao á. Cái xuống. Không phải tại công ty về hết rồi. Không về người ta đâu đóng cửa được. Rồi em hồi đó là em đi xe buýt đi làm. Giờ xe buýt cũng hết rồi. Không để bác trở về sao về. Thì xuống. Dạ. Rồi đi xuống rồi gặp. Rồi dễ gì nói chuyện xong mà bác giờ bác rủ đi ăn nữa rồi ha. Dạ xuống thì chở em về nhà trọ trước để em tắm rửa thay quần áo. Sao nữa cho về tắm rửa rồi hốt đi đâu? Dạ hốt đi cà phê. Dạ cũng nói chuyện tào lao vậy thôi. Hỏi thăm làm việc có áp lực có vui không có. Nói chung hỏi thăm nhau. Đúng rồi. Hả? Dạ. Cho nói đủ thứ chuyện hết. Dạ. Thực ra hôm đó là đã yêu chưa hay là sau đó bao lâu rồi mới yêu? Em là cú xét rồi đúng không? Mới vừa nhìn thấy là thấy đáng rồi đó, đáng rồi đó. Nhưng mà còn bạn này thì bao giờ mới là ghiền cái... Em không có thích ảnh. Tính là đi cà phê bữa đó đi cho xong rồi ổng về quê em đâu làm gì được mình đây xa mà. Mà lì lắm về là gọi điện liên tục. Em thì lịch sự em cứ nghe. Trời ơi gọi điện nói heo bò chó gà. Hết chuyện kể luôn chuyện cô hàng xóm luôn. Người ta làm cái gì cũng biết hết. Em nói trời nhiều chuyện quá. Cái gì cũng biết hết. Thì 6 tháng em nhận lời yêu ảnh. Lý do? Em chấp nhận tại vì em thấy ảnh yêu em nhiều. Thật ra lúc đó em cũng không có yêu. Và với lại em cũng không có yêu ai hết. Cho nên là ảnh là người em có tình cảm nhiều nhất trong tất cả những người đàn ông em biết. Lúc đó em có biết là chị, tức là vợ em là cái tình cảm đối với em chỉ là cái tình cảm hơn mức bình thường không? Dạ, tức là biết. Em cảm nhận được chưa điều yêu đó dạ, đúng không? Dạ được, dạ biết. Nhưng mà với em thì là yêu cô này rồi. Dạ em yêu. Gọi dạ. Là gọi năm nay là yêu đơn phương à? Dạ đúng rồi đó. Yêu, nói chung là yêu đơn phương nó đau lắm. Nói chung là nó đau, nó khó mấy chịu năm? Tới khi cưới luôn đó. Là em vẫn chưa yêu anh này? Là mới cưới đây là 6 tháng 6 rồi. Dạ. Rồi bây giờ yêu chưa? Dạ yêu chứ. Tức là sau khi cưới là yêu liền? Dạ. Sau đêm tân hôn đó đúng không? Hay sao? Dạ.
Có nghĩa là sau đó tân hôn thì mình mới thấm được cái hương tình, yêu. Hiểu không? Rồi bây giờ mình ghiền rồi mình yêu luôn, đúng không? Tại vì vậy nè, có những người phụ nữ á, bình thường không yêu, nhưng khi bắt đầu lấy rồi, lấy cái người chồng đó rồi tự nhiên yêu. Yêu dễ sợ. Chị gặp rất nhiều nhiều lắm những cái trường hợp như vậy rồi, đúng không? Dạ. Đó thì là em xác định là em bắt đầu yêu ảnh khi em lấy ảnh, đúng không? Dạ. Và bây giờ cái tình yêu của em có ngang ngửa với ảnh chưa, hay là vẫn là ảnh hơn? Em yêu ảnh hơn ảnh yêu em. Thấy bây chưa giờ. Đó mới là cái vấn đề đó. Đó. Đã nói. Dạ, em coi ổng như không khí vậy đó, không có là không thở được. Lý do em không biết. Sáu năm em tin là nó đã có cái gì đó trong em, nhưng tại sao em định nghĩa đó không phải là tình yêu? Vì em không ghen nếu như ảnh đi với người con gái khác. Vì em không sợ nếu như em mất anh ấy. Và bây giờ những điều đó em rất sợ. Rất sợ một ngày nào đó mở mắt ra không nhìn thấy chồng mình bên cạnh mình. Rất sợ một ngày nào đó bàn tay này sẽ đi nắm lấy bàn tay khác. Trời ơi, nó đã gì đâu. Đó, thấy chưa? Bên anh này bây giờ nè. Lý do tại sao mà trước khi cưới mà em lại có cảm giác đó, mà sau khi cưới thì em lại hoàn toàn khác? Trước giờ ảnh luôn để em là số 1. Cảm xúc của em chính là cảm xúc của ảnh. Em vui thì ảnh sẽ vui. Thiên hạ ngày hôm đó sẽ là Tết, mà em buồn thì ngày hôm đó thế giới là địa ngục của ảnh. Wow. Ảnh không có sống cái gì cho ảnh hết, chỉ cho em thôi. Là 6 năm đơn phương đó, đúng không? Dạ. Rồi vậy thì tại sao bây giờ lấy nhau rồi có sự thay đổi như vậy? Em cũng không biết nữa, giống như là em biết đây là gia đình của mình, đây là người đàn ông duy nhất của cuộc đời. Và ảnh còn như vậy với em, như y vậy. Chang như vậy không? Dạ. Vẫn y chang như vậy luôn. Chưa thay đổi, mặc dù chị em cứ hù lắm. Trời ơi, chưa cưới nó vậy mà ơi, cưới rồi khác. À. 6 tháng nay chưa khác gì mà càng lúc càng đậm hơn thôi. Vậy hả? Ê Nam ơi. Dạ. Vậy thì anh cần phải hỏi em là cái lý do gì mà cô ấy lại tạo một sự hấp dẫn mà khiến em phải yêu cô ấy hơn chính cả bản thân mình? Chắc là một cái lực hấp dẫn gì đó. Lực hấp dẫn. Dạ, lúc đầu gặp là đã hấp dẫn rồi, đã xác định là đây chắc là vợ của mình, cho nên mình phải cố gắng. Ông tức là lấy dược sĩ. Lực hấp dẫn, ông định lấy dược sĩ. Ông muốn lấy dược sĩ. Tại vì em biết tại sao chị tin em là bởi vì nè, vợ em nói chuyện rất là có duyên. Có phải điều có đó sức hút rất là gãy gọn lôi cuốn. Dạ, đâu ra đó. Chắc là cái lực đó hút. Đó là con người. Chắc là cái lực hút của vợ em đó. Cái lực hấp dẫn, dạ, duyên dáng. Có phải đó là lý do mà khiến hai vợ chồng của bạn tham gia chương trình này để mà chia sẻ cái niềm vui đến cho tất cả khán giả? Dạ đúng rồi. Em thấy tụi em rất là son. Và khi tụi em đi ra đường, những cái hành động bình thường của tụi em cũng thu hút sự chú ý của người khác. Vì mình hạnh phúc thật và mình lan tỏa. Cho nên là em muốn lên chương trình để cho mọi người giống như là cũng có một cái động lực là bây giờ nhiều bạn không có tin vào hôn nhân. Và em nói là nếu mà tìm được tình yêu đích thực thì nó đáng để tin lắm. Đúng, mình đồng ý. Nhưng mà bây giờ này, nếu mà tụi em đã nói là muốn lan tỏa cái hôn nhân mà hạnh phúc như vậy, nếu vậy thì có nghĩa là tụi em hoàn hảo trong hôn nhân. Dạ, cũng không có hề có tật xấu. Dạ có chứ. Có tật xấu không? Dạ có chứ, tốt xấu thì xấu à. Cái gì nó cũng rõ ràng. Bây giờ phải kể rồi. Bạn bê bối lắm, bạn trời ơi bày hay lắm, ăn trái cây là cứ nằm phun hộp nha. Trời ơi. Mà em á, em kỹ khủng khiếp, em kỹ một cách biến thái là em về nhà là em sẽ lau từ trên trần nhà xuống tới dưới nhà. Và ngày nào cũng vậy chứ không phải Tết mới lau. Trời nhà ơi, kỹ một cách biến thái luôn. 365 ngày như ngày Tết, luôn luôn sạch. Và mẹ em với dì em rất tự hào vì em điều đó. Con gái kỹ lưỡng lắm. Trời ơi, em nói ổng hay lắm. Một mình bày mà bằng 8 người bày á, dọn không kịp với bác luôn. Mà tới chừng kêu á là anh ơi phụ dọn đi. Cái mặt xị vậy. Lẩm bẩm cằn nhằn á nhưng mà không có dám cho em nghe. Thì những lúc đó em hay quát ổng nói gì đó, không vui hả? Không vui vậy. Cái mặt gì nó còn hơn quát nữa đó, thiệt á. Nam ơi sao nó nghĩ là em bày hay vậy đó Nam? Em thì đi làm cả ngày thì được có ngày chủ nhật là mình muốn nấu gì đó cho vợ, nói như bài biện nấu. Mà em thì có cái tật là bài ra nấu xong rồi mới dọn. Dạ. Còn vợ em thì có một cái biến thái dọn từ sạch sẽ. A tới Z. Dạ, dạ sạch sẽ. Dạ cho nên là không có được vừa lòng. Cho nên là hay la. Như vậy thôi. Coi như tật xấu đầu tiên là bừa bộn. Dạ. Rồi biến. Làm biến là thứ nhì rồi cái gì nữa. Rồi có hai cái đó. Hai là đó. Rồi còn vợ có tật xấu. Ủa Nam, anh nghĩ là vợ em á trong mắt em là một bà tiên hoàn hảo đúng không? Dạ. Nói chung là tật xấu thì có. Hoàn hảo là hoàn hảo về cái mặt sự hiểu biết của vợ em. Ví dụ cái gì mà em không hiểu, không biết em hỏi vợ em là vợ em nó giải thích cho em ok hết. Là tật xấu. Dạ, tật xấu hả? Là nóng tính, hay cáu giận, với hay la em. Ủa tụi em chưa có con đúng không? Dạ. Dạ, mới có. À, vậy đó hả? Em nói thiệt là cái
cái lúc cưới xong 6 tháng anh cũng trong lắm. Tại những người cưới dạo dạo đó là người ta có tin vui hết rồi. Thì em mục đích đăng ký chương trình là vì ảnh á, để lên anh Quốc Thuận chúc cho có em bé. Anh sao đi phỏng vấn về cái em bé luôn rồi. Trời đất ơi, chúc mừng nghe. Chia sẻ. Bây giờ chồng mừng lắm đúng không? Dạ mừng chị. Lúc mà em biết là vợ em có bầu, em nói thử cho mọi người nghe coi, lúc em có rơi nước mắt không? Em cái tính em sống tình cảm đó, với em sống nội tâm. Nếu có rơi thì em cũng tự khóc ở trong suy nghĩ của em thôi. Nhưng dạ. Mà mừng rơi nước mắt mình có quyền. Dạ cũng có quyền, nhưng mà ý là em nén cố nén lại. Vậy hả? Dạ. Rồi từ bữa biết tin giờ đã tặng vợ cái gì chưa? Dạ chưa. Vậy hả? Nhưng mà bữa nay nhân dịp chương trình em sẽ tặng vợ. Yeah, đó. Trời ơi, vợ ngạc nhiên hả? Vợ ngạc nhiên à? Yeah. Gương mặt ngạc nhiên. Đây là món quà anh dành cho em. Yeah. Surprise hơn cái thai nữa. Surprise hơn cái thai. Tặng thôi vậy thôi hả? Không có nói gì sao? Thì nói ôm hôn đồ. Thôi quay mặt đi để tao mắc cỡ. Anh cảm ơn em đã yêu anh và thương anh và sống với anh 6 năm nay. Và cùng vượt qua mọi khó khăn với anh. Cùng vượt qua mọi bôn ba, nói chung là cuộc sống của hai đứa mình nói chung là nó khó khăn. Nhưng mà mình vượt qua được hết. Và em cũng nói chung là anh yêu em. Ôi. Chúc cho hai em cuộc sống nó hạnh phúc hả? Như thế này. Sao em khóc vậy? Cho em làm cha mà để không em biết khóc rồi. Cứ đến một lúc là xúc động cái mình bỏ mình chạy đi hay sao đó. Đừng để ta thấy những giọt nước mắt trong mắt của mình. Cái lúc mà anh chia sẻ cái niềm mà hạnh phúc không chỉ là của riêng Nam mà cả em nữa. Và chắc anh nghĩ là em bé ở trong bụng cũng sẽ cảm nhận được cái giây phút mà nó quá tuyệt vời như lúc này. Xin chúc cho các em lúc nào cũng viên mãn. Thôi chúc mừng tụi em nha. Ôm phụ vợ đi nha. Ôm phụ vợ đi nha. Trời ơi. Rồi, xin cảm ơn hai em. Rồi, xin chia sẻ niềm hạnh phúc với hai em nha.